120 con bò nái được nuôi tập trung trong diện tích khoảng 700 m2. Khi thực hiện nuôi nhốt, Hợp tác xã Dịch vụ Nông lâm nghiệp Bình Minh, huyện Văn Bàn đã thiết kế sân chơi để bò vận động, đồng thời thực hiện trồng cỏ, thu gom thức ăn sẵn có tại địa phương để giảm thiểu thấp nhất mức đầu tư. Cách làm này đang giúp Lào Cai duy trì nguồn gen quý của giống bò vàng địa phương. Chăn nuôi bò nhốt này thì thực ra là nó chăn nuôi tập trung về cái xử lý cái môi trường, hoặc là cái chăn nuôi để đạt hiệu quả cao thì nó sẽ tốt hơn là cái chăn nuôi nhỏ lẻ của bà con nông dân theo cái phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ ngày xưa, và duy trì được cái nguồn giống bò vàng của vùng cao. Huyện Văn Bàn có nhiều điều kiện để phát triển chăn nuôi đại gia súc, trong đó có giống bò vàng địa phương. Hợp tác xã Dịch vụ Nông lâm nghiệp Bình Minh là mô hình đầu tiên thực hiện chăn nuôi khép kín, có quản lý đàn. Mô hình này cần được khuyến khích nhân rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh. Nếu như chăn nuôi tập trung theo phương hướng này, thứ nhất chúng ta quản lý được cái đàn gia súc. Một là công tác tiêm phòng. Hai là số lượng đàn gia súc này thì chúng ta có thể kiểm soát được lúc ra, lúc vào và quá trình tiêm phòng. Rồi là phòng chống dịch bệnh, khi mà đặc biệt trong thời điểm gần đây có những dịch bệnh mới xảy trên đàn gia súc. Khi Nghị quyết 12, nay là Nghị quyết 26 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025 được áp dụng thực hiện sẽ giúp huyện Văn Bàn nhân rộng các mô hình phát triển nông lâm nghiệp, thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo tại địa phương.